Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam phối hợp với một số hiệp hội chế biến gỗ và tổ chức Forest Trends tổ chức hội thảo tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tới ngành gỗ Việt, chuyển dịch đầu tư nước ngoài, cơ hội và rủi ro trong xuất nhập khẩu. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 5 tháng đầu năm 2019, có 49 dự án FDI mới đầu tư vào ngành gỗ, gấp 1,2 lần tổng số vốn đầu tư nước ngoài trong cả năm 2018. Trong số quốc gia đầu tư, Trung Quốc đứng đầu bảng với 21 dự án, tương đương với 43% tổng số dự án FDI đầu tư vào ngành gỗ. Nguyên nhân do thuế các mặt hàng gỗ từ Trung Quốc xuất vào Mỹ tăng, làm một số doanh nghiệp Trung Quốc từ bỏ đơn hàng, từ đó tạo ra khoảng trống về thị trường, và điều này trở thành cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gỗ từ Việt Nam vào Mỹ cũng tăng rất nhanh, đặc biệt từ nửa cuối năm 2018 đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 30% so với năm 2017. Các chuyên gia nhận định, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có thể giúp các đơn hàng từ Mỹ chuyển dịch về Việt Nam thay vì nhập khẩu từ Trung Quốc. Tại hội thảo, các đại biểu bày tỏ lo ngại về khả năng phát triển bền vững của ngành gỗ khi chưa được đầu tư vào khâu thiết kế mẫu mã, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng lao động lành nghề. Cùng với đó, dòng vốn dịch chuyển đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung ẩn chứa một số rủi ro. Theo các chuyên gia ngành gỗ, cơ quan quản lý cần có đánh giá tổng thể về các loại hình rủi ro trong các dự án FDI và trong các sản phẩm xuất khẩu, bao gồm đánh giá các dự án mở rộng, các dự án mua cổ phần, sáp nhập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần có đánh giá thực trạng tình hình về các doanh nghiệp ngoại thuê máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nhân công của Việt Nam để sản xuất các sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Ngoài ra, cần rà soát toàn bộ các dòng sản phẩm có độ biến động lớn trong xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ và trong nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam để có thể xác định được các rủi ro về gian lận thương mại.